Thế sao cái bài u buồng trứng và thai nghén nhé. Cái buồng trứng bình thường kích thước là 5 x 3 x 3 cm này nhé. Và kích thước nó có thể thay đổi theo tuổi, chu kỳ kinh nguyệt nhé. Và một số những cái chất mà nó thuốc cho ảnh hưởng đến cái phát triển của buồng trứng, ví dụ như là thuốc kích thích phóng loãng như là cromifestrat hoặc là thuốc HCG, rồi là những cái thuốc mà FHLH hoặc là cái antagonist nhé, chất kích thích phóng loãng. Đây buồng trứng đây, chúng ta biết cái này học sinh lý rồi đúng không? Những cái phát triển của những cái nang loãng theo chu kỳ, buồng trứng là có những mạch máu đấy, động mạch tĩnh mạch đấy, đúng không? Có nhìn không? Cái này sinh lý học rồi đúng không? Giải phẫu học rồi đúng không? Mô bệnh học rồi đúng không? Đây u buồng trứng đây nhá. Đây là cái mô mà, cái u mà xuất phát từ biểu mô, theo u tế bào biểu mô nhá. Biểu mô đây thì có u nang nước này, u nang nhầy này, u lạc nội mạc tử cung này, u tế bào sáng và u cái tế bào chuyển tiếp tức là u Brenner. Đấy, còn cái u ở trong này là cái u tế bào mầm. Đây, tế bào mầm ở trong này nhá. Thì là gồm có loạn sản mầm, cái u túi noãn hoàng nhá, hoặc là cái u bào thai, ung thư bào thai hoặc choriocarcinoma nguyên phát, hoặc là cái u quái mà loại trưởng thành thì là chúng ta còn gọi u bì đấy, còn u quái mà không trưởng thành thì là u ác tính, tetrom là u quái nhá. Thế còn cái u nó xuất phát từ đây nhá, là u dòng sinh dục thì gồm có u tế bào gì, granuja tức là u tế bào hạt, u tế bào thecoma nhá, u tế bào vỏ, rồi u sơ tử buồng trứng, rồi u tế bào Sertoli là những cái tế bào như là ở trong tinh hoàn ấy nhá, hoặc là Sertoli Leydig nhá. Sertoli là cái tế bào mà ở trong tinh hoàn mà nó giúp cho sản sinh tinh trùng ấy, còn Leydig là sản sinh testosterone ấy, hoặc là những cái u mà nó tiết ra steroid giống như tuyến thượng thận ấy. Đấy, hình dung đấy là những cái u buồng trứng mà nó cái các loại u buồng trứng nó từ buồng trứng nó ra. Cái này nhớ lại một chút về giải phẫu mô bệnh học, giải phẫu nên sinh lý. Bạn nhớ không? Hả? Trong cuộc đời phụ nữ khoảng 5 đến 10% có nguy cơ vì ung thư buồng trứng, phẫu thuật vì nghi ngờ ung thư buồng trứng. Nhá. Tức là có khoảng 100 người thì khoảng 5 đến 10 người là phải phẫu thuật vì u buồng trứng, cũng rất nhiều đấy. Nhá. Rất nhiều, cũng giống như u sơ tử cung rất nhiều. Nhưng mà u sơ tử cung là lành tính, u buồng trứng thường thường có là người ta phải phần lớn người ta phải mổ xem vì nó rất dễ ác tính. Nhá. Và khoảng 10 đến 20% trong số đó là bị ung thư. Nhá. Đấy là cái bình thường. Thế còn khi siêu âm ở thai 10 tuần ấy thì có 4,8% là nang buồng trứng trên 3 cm, và nang trên 6 cm ấy, thì khoảng 0,5 đến 2 phần nghìn thôi, tức là cái nang 3 cm thì đấy nghìn. Ung thư buồng trứng khi có thai rất thấp thôi, khoảng 10 đến 40 trên 100.000 thai nghén. U buồng trứng khi có thai thì 41%, một nửa là u cơ nang rồi nhá. 24% là u lạc nội mạc tử cung. U lạc nội mạc tử cung thì không phải mổ vì là u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng bản thân nó khó có thai rồi, nhưng mà khi có thai thì cái u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng này nó sẽ nội tiết nó bình ổn cho nên là nó không phát triển to lên nhá. 18% là u bì. Cái u bì này là rất gây biến chứng xoắn này, u buồng trứng này, vì là khi có thai nó mềm ra và u này nó đặc, nó nặng cho nên là sao nó rất dễ xoắn khi mà có thai trong 3 tháng đầu hoặc là sau khi đẻ. 6% là u nang nước và 3% là u nang nhầy. 3% là u cạnh vòi, và nguy cơ ác tính của khi mà có thai là khoảng 3-5% nhá, u buồng trứng nhá. Cho nên là nhiều khi u buồng trứng khi có thai mà nghi ngờ ác tính người ta phải mổ, hoặc có biến chứng người ta phải mổ. Đây là cái u buồng trứng khi cái u cơ năng này, cái u mà do viêm này, đây là áp xe hội chứng này,
như u thực thể này, có thể lành tính này, có thể là cái thể mà trung gian ác tính này, ác tính hoặc cái thể trung gian giữa lành và ác này, và những dạng khác như là ngoài tử cung hoặc là cái u mà cái đang cạnh vòi hoặc là do những buồng trứng mà nó đa nang. Cái này thì chúng ta thôi, cái này thì những cái tỷ lệ mà u mà khi mà chưa có thai ở những cái lứa tuổi trẻ trẻ con này, tiền dậy thì, rồi là cái dậy thì, rồi khi trong lứa tuổi sinh đẻ, rồi là kinh trung quanh mãn kinh và sau mãn kinh, thì tỷ lệ giữa những cái u cơ năng, những cái u thực thể, rồi u ác tính nhé, các loại. Chúng ta biết là học sinh lý rồi chúng ta biết là học giải phẫu rồi, đúng không? Học giải phẫu bệnh rồi chúng ta biết là u buồng trứng cơ năng thì nó có những u nang bọc noãn này, u nang hoàng thể này, u nang hoàng tuyến này. Hoàng tuyến là những cái bệnh mà khi mà có thai, ví dụ như là chừa trứng hoặc là những cái dùng những thuốc kích thích dụng trứng khi mà làm thụ tinh ống nghiệm ấy, nhá. Rồi hoàng thể thai nghén nhá. Và đấy, cái u nặng, u bọc noãn thì thường thường là khoảng gì? Có thể khi mà chúng ta chẩn đoán khi nó 3 cm trở lên, và phần lớn là nang cơ năng và hiếm khi trên 8 cm nhé, và nó liên kết bởi những tế bào hạt và nhận thấy khi khám cửa khoa và từng phát triển trong vòng 4 đến 8 tuần mà nó tự nó mất đi thôi nhé. Đôi khi là nó có thể gây xoắn hoặc gây đau hoặc vỡ cái chiếc mạc thì người ta mới mổ. Đây, cái u nang bọc noãn này chúng ta nhìn đây, có nhìn thấy không? Đây là cái nang này, đây này cái này là người ta đây mổ ra này. Thế cái chúng ta biết là cái u buồng trứng là cái u lành và u ác, chúng ta biết này, sinh viên thì cái này là lâm sàng chúng ta biết này nhá, lành tính và ác tính này. Lành tính ác tính thì khám ngoài thì lành tính là bờ làm sao, phía ngoài ấy là bờ đều, còn cái ác tính là bờ không đều nhá. Thứ hai là nếu mà nó tổ chức nang hay nó căng thì là từ nang, còn cái kia nó lành ác tính thì nó thì không phải là nang nữa mà nó có thể cả phần đặc nữa, phần đặc thì hay ác tính, tức là phần đặc hỗn hợp nó chắc ấy. Đấy là cái là sờ phía ngoài này, phía bắt đầu phía dưới này là căng hay không căng này, nang hay đặc này. Thế xong còn đẩy nó đi thì sao, cái lành tính thì nó sao, di động, còn ác tính thì dính là không di động. Thế còn vị trí của nó thì rộng, lành thì thường thường một bên, còn ác là hai bên. Thế còn sờ tổng thể cả khối u thì rộng, kích thước thì lành thì thường nhỏ hơn 8 cm, còn ác thì tới 8 cm. Và thứ hai là hỏi tiền sử thì một cái là phát triển chậm, một cái là phát triển nhanh. Và khi khám phía trong ấy thì cái ở phía cùng đồ ra, nếu ta sờ vào phía sâu trong thì ta thấy là sao, cùng đồ sao ở cái thì nó không có cái dính hoặc là nó ăn thâm nhiễm, chứ còn cái kia nó thâm nhiễm. Đấy, chúng ta có nắm được không, logic chúng ta sờ phía ngoài này, bề mặt này, đúng không? Một cái là gì, nhẵn, một cái là gì, không đều này. Thứ hai là phía dưới một cái thì sao, nó căng căng có một cái, còn cái kia nó lổn nhổn không đều này, đúng không? Thế còn đấy, thế còn đẩy nó đi thì sao, nó sờ xong thì ấn đẩy thì một cái nó di động, một cái thì không di động này, đúng không? Thế còn cái vị trí một bên hoặc hai bên này, thứ hai là gì, là kích thước này, sờ kích thước này là nhỏ 8 hay lớn hơn 8 này, và cái phát triển nhanh hay chậm, và cùng đồ, sờ phía dưới, biết cùng đồ không, chưa được khám phụ khoa chưa biết sờ cùng đồ, đúng không? Dukla. Nên là tính lành ác tính. U nang hoàng thể thì ít gặp hơn u nang bọc noãn và có thể gây chảy máu phúc mạc, phải phẫu thuật. Thường thường là những chảy máu thì những người dùng thuốc chống đông hoặc là chạy thận nhân tạo, nó gây hay chảy máu và vỡ, và gây có thể vỡ gây đau và chảy máu trong nang. Đây là u nang hoàng thể này, chúng ta nhìn thấy không, nó chảy máu này, siêu người ta thấy đây nhá. Đây là cái hoàng thể, cái này phải cẩn thận, nó không phân biệt với lại những cái ác tính, nó cũng lổn nhổn thế này, nhưng mà đây là nó là hoàng tuyến.
Thế thường gặp hai bên thì thường thường dùng kích thích buồng trứng mà hay hoặc là xảy ra những cái nghén không bình thường như là trở trứng hoặc là u mà nuôi hoặc đa thai, điều trị chlamydia giúp kích thích bọng loãng nhé. Và có thể rất lớn trên 3 cm và nhiều nang và thoái triển một cách tự nhiên, nhiều khi căng quá người ta phải chọc. Đây là gì, cái hoàng tuyến rất nhiều nang thì nhé, đây là hoàng tuyến. Cơ năng thì nếu mà không có thai thì người ta cứ đợi 2-3 chu kỳ nó tự hết thôi, nhưng mà những cái và dùng có thể người ta dùng thuốc tránh thai để mà ức chế nó đi nhé. Nếu nang không tồn tại thì nếu nang còn tồn tại hoặc biến chứng thì xoắn thì mới xử lý phẫu thuật, còn không thì vỡ và còn không thì kệ này. Nếu quá 2-3 chu kỳ mà người ta nghi thực thể người ta mới can thiệp phẫu thuật nhé. U lạc nội mạc tử cung, đây là cái bình thường cái kinh nguyệt cho khi có thai, khi mình kinh thì chảy ra ngoài, nhưng mà những kinh nguyệt mà nó có những cái nội mạc tử cung buồng trứng, kinh nguyệt nó chảy vào trong cái buồng trứng ấy, nó tạo thành một cái nang mà sơ hóa, gọi là cái u nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng nhá. Và những chiều khi trường hợp nó có biến thành ác tính khoảng 3-8% nhá. Và điều trị nội hoặc điều trị ngoại khoa, cái điều trị ngoại khoa mà bóc nó đi ấy, thì là gì, là cũng khoảng 6 tháng 1 năm sau mà nó không điều trị nội nó cũng tái phát. Đây là cái u nạc mà tử cung xuyên siêu âm này đấy, nó tổ chức nó không trong đặc, và cái đây là mổ ra nó có cái hình ảnh như sô cô la này nhá, cái dịch nó xuyên sô cô la như dịch hành kinh nhá. Đây là ung thư lạc mà tử cung này, biết cái thể ung thư lạc nội mạc tử cung. Đây cái thể cái này ung lạc nội mạc tử cung lành tính, ung thư này nó lổn nhổn này, mà hai cái trong này nó có dịch sô cô la. Thế còn những cái u buồng trứng lành tính thì chúng ta hay gặp nhất là cái u gì, nang nước, nang nhầy, nang bì. Gọi là sao là u nang bì? U sơ buồng trứng, thecoma và cái thể Brenner. U nang bì bình thường không phải là bì, là do cái ông phát ngôn theo kiểu Tây, mà Tây cũng không sai, Việt Nam nó cũng ấy, tức là desmoid là bì, vì người ta thấy những cái tổ chức nó giống như là ngoại cái phần của da bì ấy, tức là phần da đầu rồi phần tóc, rất nhiều tóc, rồi là răng xương cũng là từ bì đúng không? Rồi cái chất gây của dây da đấy, rất nhiều những chất gây, những cái chất bã động, nhưng kỳ thực nó là có đầy đủ các tổ chức khác, ví dụ nó có cả thành thức mạch máu, nó có cả cơ tim đấy, nó có cả những cái tổ chức mà của cái ngoại bì, nó có thể giúp của trung bì, nó có thể đấy là những cơ tim, rồi là nó có thể giúp của nội bì, của những cái tổ chức nội bì như kiểu như dạng như là niêm mạc ống tiêu hóa hoặc là chế tiết những cái ống tiêu hóa nhá, nội bì đấy. Cho nên là nó có 3 tổ chức, nhưng mà ta nhìn thấy cái tổ chức nào rõ ràng thì ta gọi nó thế thôi, chứ còn thì thực nó có ba tổ chức nhá. Nhiều khi các thầy hỏi u bì tại sao gọi u bì, và nhìn thấy tổ chức ngoại bì nhưng mà kỳ thực nó là thế nhá. Chúng ta biết là u nang nước hay gặp nhất, thường hai bên là 10% và nguy cơ ác tính của nó đến 30%, tức là khoảng 5-10% là u giáp biên, tức là tiềm năng ác tính, khoảng 20-25% là gì, là ác tính. Cho nên là cứ gặp u nang nước là gì, chúng ta biết là cộng vào cái này cao nhất nó khoảng gần 40% là ác tính, cho nên những u nang nước là nhiều khi phải mổ nhá. Có thể có nhiều ổ với nhiều thành phần nhũ và cái cột biểu mô thấp nhung mao, cái này các cô cậu đáng nhẽ học Y1, Y2, Y3 là nó có cái loại là thi 4 trong 1, là cả giải phẫu bệnh rồi là cả giải mô học rồi là cả cái tế bào tất cả vào ấy, thì các cô cậu nắm rất rõ những cái này, còn giỏi hơn tôi, nhưng mà các cô cậu cứ học tách môn ra, các thầy lại cứ không liên kết với nhau, thế nên là nó không có tự thi tuyển được, cho nên là học những cái giải phẫu mô học với lại cái tế bào nó sơ sài, chứ còn những cái này đáng nhẽ cái thế hệ sau phải rất giỏi đấy. Ngành y phải tự tuyển bằng những cái kiến thức cơ bản này chứ không phải mấy ông toán lý hóa học rồi xong rồi vứt đi nhá. Đấy là những cái thành phần mà các cô cậu đọc cái này các cô có biết, nhưng mà nhiều khi cứ học y hoặc ngay cả bác sĩ đọc những cái kiến thức cơ bản này lên thì nhiều khi lại muốn quên cho mau, mà cái này nó mới làm nên cái y học hiện đại này,
chứ không phải là mấy ông mổ trông cái mắt thường được cái u giống ngang như là mổ con gà con lợn đấy, chứ không phải là những ông bác sĩ. Đây là u nang nước này, có nhìn thấy không? Đây nang nước này, đây là nang nước, đây thì siêu âm cái nang nước này, nó có thể có một vài cái vách vách mỏng này, đây nang nước nhá. Có nhìn thấy không? Alo, đang học hay buồn ngủ đấy? Có ai học không? Dạ có. Alo. Dạ có. Dạ có nghe thấy. Alo alo. Bọn em vẫn học thế. À, thế không thấy phản ứng gì cả, tưởng buồn ngủ. À, vẫn học cái gì? Có nhìn thấy không? Dạ có ạ, có nhìn thấy ạ. Đây là cái ung thư, cái ung thư chúng ta thấy nó phần đặc này, nhìn thấy không? Ung thư cái, ung thư thanh dịch đấy, gọi là nang nước đấy. Thanh dịch là serous, serous thanh dịch, serum là cái câu cậu truyền, serum là truyền dịch đấy, đúng không? À, có học tiếng Anh không? Có đúng không? Tiếng Anh tiếng Pháp như nhau, serum tiếng Pháp. Đấy, đấy, cái này là ung thư này, ung thư có thể phần đặc này, ung thư cái thanh dịch của trứng. U nang nhầy. Nang nhầy thế là cái u mà mucinous là nhầy đấy, giống như dịch nhầy mucin. Mucin thì có kinh nghiệm thành u khổng lồ, những u mà 3 4 50 cân mà người ta mổ ra rất khổng lồ ấy, là thường thường là cái u buồng trứng là u nang nhầy này nhá. Cái có vỏ trơn trong suốt màu trắng xám này. Đấy, và nó chứa những cái dịch nhớt, trong dịch nhớt bên trong, và cái kia nó khoảng 40% ác tính. Thì cái này thì sao? Cái này những tế bào và nhân to đáy này, cái này các cô cậu thì chắc là bây giờ học cũng học cơ bản chứng y, những cái về cái vấn này này sơ sài đúng không? Hỏi ông học rồi dạy các cô sơ hài, cho nên là chắc những cái này cũng khó biết. Chứ còn các cô cậu đáng nhẽ tôi dạy cái này thì các cô cậu phải là thầy, tôi nói tất cả mô hóa, mô miễn dịch, rồi là miễn dịch cứ nói quanh quách ngay. Nhưng bây giờ cái tỷ lệ ác tính khoảng 5-10% nhá. Cái này là cái kia là 40% nhá, nhầy là 5-10% nhớ đấy. Cái kia hai bên là khoảng 10% nhá. Cái này thì là hai bên thì ít thôi. Đây nhầy đây. Nhầy nó rất nhiều những cái những cái vách nhỏ này, nếu mà bóc mà không hết là nó tái phát lại. Đây là nhầy này. Đây những cái tế bào của nhầy, nó có những tế bào chi tiết đi nhá. Cái này là trường hợp thầy Hinh với thầy Quyết ở viện này mổ mà bóc cho bệnh nhân, mà đến có trường hợp mổ bóc 5 lần nó tái phát, xong nó lên báo. Nhưng mà cái này cũng là xong về sau các thầy lại đi sang hướng quá cực đoan là gì, không bóc lại cắt đấy. Cho nên rồi ông viện nhiều khi nhà báo nó không ảnh hưởng trên ngành hoặc đấy không ấy, nhưng mà cắt xong nó không có khả năng có con. Nhưng một số trường hợp đấy, cho nên một vài trường hợp cá biệt không bóc hết lên báo, thế xong lại cứ thành nhướng lại đi cắt người ta. Thế bây giờ cái hội chẩn nhiều khi bệnh viện lớn làm theo kiểu như chỉ định nhà binh, tức là hô khẩu hiệu một cái là nó không có cần phải suy nghĩ gì cả. Công lãnh đạo bảo một cái là cứ theo lãnh đạo là trí tuệ. Đấy. Trí tuệ cầm đầu chứ là cái con đầu, nhưng mà lãnh đạo theo kiểu cơ chế thì cầm đầu đàn sói được thôi, chứ không trí tuệ nhá. Cho nên là có cậu phải có người lãnh đạo đi làm y là phải có lương tâm, mỗi người là một vị tướng nhá. Đấy, và thứ hai là xử lý phải đúng tình huống. Nếu mình kém thì phải mời tướng khác đến xử lý cùng. Nhưng mà không phải phải có độc lập suy nghĩ nhá. Đấy là giành quyền độc lập. Cho nên là nhiều khi là cực đoan quá cũng không hay, mà cực hữu quá không hay. Cho nên là cứ nhìn cái này, nhìn cái siêu âm người nhà, người cửa các cô mà nhiều vách như này này. Thì nếu vách dày mà có nhiều mạch máu thì rất dễ ung thư, nhưng mà vách mỏng cái này là những cái u nhầy buồng trứng. Mà u nhầy buồng trứng thì khi mổ cho người ta, nếu mà để lại thì có tư vấn là rất dễ bị để lại một vài cái nang nhỏ nhỏ thôi là sau nó lại to lên nhá, nó lại thành một cái u mới. Cho nên là cũng có, nhưng mà trong cái u mới thì nó vẫn có khả năng nó có thai được, nhưng cắt bén buồng trứng người ta đi mà không tái phát, thầy thuốc rất giỏi nhưng mà sau người ta lại vô sinh, không con cũng là một cái tội nhá. Một cái tội do cực đoan lại chỉ bảo vệ mình nhưng không bảo vệ người. Đây là ung thư nhầy buồng trứng, mổ ra nó đầy rất nhầy, những cái nang nhầy đây. Có nhìn thấy ung thư nhầy buồng trứng không? Đây là cái mô học của ung thư nhầy buồng trứng. Nó vẫn có những tế bào ấy nhưng mà nó thì mất lớp đáy. Đây, ung thư nhầy buồng trứng rất to, khi bụng nó to tướng ấy.
Đấy, u nhầy buồng trứng này. Đây u nhầy nhưng thể giáp biên. Chúng ta giáp biên tức là cái thể tiềm năng ác tính chưa xâm nhập vào chất đệm. Đây cái giải phẫu bệnh của nó đây. Nó chưa xâm nhập vào chất đệm. Nhá. Đây thường thường thằng Tây nó học những bài này rất hay, nó xem cái giải phẫu bệnh cái này nó chính xác nha. Nhưng Việt Nam thì trông cái này là gì? Là căn bản cơ học cơ bản người ta đã bỏ rồi, chỉ thích học những cái gọi là anh hàng thịt thôi, mổ giống như mổ lợn mổ gà tiền tươi thóc thật thôi, nhưng mà những cái cơ bản mà nghiên cứu để phát triển làm tốt cho bệnh nhân ấy thường thường là không được học, hoặc là học nó cũng qua, hoặc giao cho ông giải phẫu bệnh, ông giải phẫu bệnh ông làm quay qua quay quýt mà nó không có liên hệ lâm sàng với cái cơ học cơ bản nên tiến bộ nó không cao. Đấy, nhầy giáp biên này ác tính. Xem giải phẫu bệnh có hiểu không? Hả? Để hỏi xem trình độ cơ bản các cô cậu nó có khác 3-40 năm trước không hay vẫn thế? Hả? Xem cái này có hiểu không? Có nhớ? Có được học không? Alo, alo? Xem những cái khóa học cơ bản này có nhớ hay là trước cũng chẳng được học? Cũng không trả lời, không đáp ứng. Đây là cái ung thư nhầy buồng trứng này. Nhá, ung thư nhầy buồng trứng carcinoma này. Đấy, nhìn đấy, nhìn đại thể. Đây là hình thành vi thể. Nhá. Ừ. Đây u nhầy buồng trứng đây, ung thư đây. Nhá. Ừ. Đây là cái này là không phải ung thư mà nó là một cái thể rất đặc biệt, tức là u nhầy. Nhưng mà các anh các chị để đánh rơi chất nhầy ra trong ổ bụng. Thế là nó có nội tiết, nó vẫn phát triển, nó thành cái viêm phúc mạc thể giả nhầy, đầy cái nhầy ở đây. Nhiều khi chúng ta phải rửa bằng nước nóng để cho alpha kimotypsin nó tan nhầy đi lấy, mà nhiều khi nó cứ tái đi tái phát nhiều lần, phải nhiều khi cắt buồng trứng, ức chế buồng trứng nó mới hết được. Đấy, đấy là nhầy. Còn cái hay gặp nữa là cái năng bì, mà năng bì này rất hay gặp với thai nghén, hay rất hay biến chứng, nhất là trong 3 tháng đầu hoặc là sau khi đẻ, hoặc khi mà đẻ nó rỗng ra, hoặc cái 3 tháng đầu mà cái nó làm có ứ nước nó, cho nên là nó mềm, tổ chức mềm, cho nên là khi mà vận động mạnh nó xoắn. Đấy, thì thường hai bên rất nhiều, khoảng đến gần 1/4 là hai bên, và thành dày, rất thành dày, nên bóc rất dễ, và nó có những kiểu giúp bì giống như tôi nói này, tóc xương sụn. Đấy. Và nhưng mà thì thực nó gặp tất cả các tế bào nội bì, trung bì, ngoại bì là của cái phôi mà có 3 lá phôi nhá, và biến thành ác tính thì thấp thôi, có 1.3% thôi, nhầy thì khoảng 5-10%, còn cái nước là khoảng đến 40%, nhưng nguy cơ xoắn rất cao, 15% nhá. Và chúng ta bóc u thì rất tốt, vì bóc u nếu mà bóc u buồng trứng để lại một phần nhỏ chỉ bằng 1/10 thôi cái buồng trứng ấy thôi thì nó vẫn có thai được. Chứ chúng ta không phải chúng ta bóc gần mà một tí buồng trứng ấy, nó vẫn có thể có thai được. Cho nên chúng ta để lại cho người ta tốt, người ta thêm cái nội tiết nữa. Nhá, cho nên chúng ta nhiều khi cực đoan nhất là ông sản mổ thì nó có một số thì ấy, rồi mấy ông ngoại mổ mà buồng trứng là rất hay cắt. Mà ngoại thì cứ nhưng cắt thiến những cái ông ác tính được, nhưng cắt thiến những cái này nó không có lương tâm lắm. Nhưng mà cái nhiều khi đồng tiền của ông ngoại với ông sản thì nhiều khi nó cứ tranh mổ, vì cái tranh mổ giống như tranh mổ gà mổ lợn nhưng mà ai đi ấy. Thế nên nhiều khi là bệnh nhân bây giờ là giống như món hàng ấy, thế là đi đâu mà ai vồ được là phải giữ chặt đấy, xử trí gọi là thành phong xoắn. Tức là làm cho nên là có cái bây giờ kinh tế thị trường rồi, nếu mà giao hàng buôn không được thì bắt đầu là dọa cướp, giống như là thầy cô giáo dọa cướp trí tuệ trẻ con, dọa móc túi của bố mẹ nó. Ông y tế cũng thế, từ những thị trường mà giao bán hàng không mua thì bắt đầu dọa để mổ, để xẻ, để móc túi. Nhiều khi nó có một cái giữa y tế với giáo dục mà nó có thầy nhân đạo, nhưng mà bước sang thành đồ tể mới lại kẻ cướp là chỉ có một bước chân thôi. Cho nên chúng ta đi học rất cẩn thận, cuộc đời nó thế, người ta cứ vống lên là thầy thuốc lương y, thầy thuốc rồi thầy giáo như mẹ hiền, nhưng mà thì bước một bước chân sang bên kia nên là thành kẻ cướp, đấy, thành kẻ buôn gian bán lận, buôn trí tuệ, buôn chữ, buôn sức khỏe, buôn tính mạng, buôn thủ dạng người rất nhanh. Nhá. Người ta không đáng cắt
tử cung không đáng cắt như này mà đem cắt phén đi lấy tiền, nghĩa là gì, là cướp phủ tạng, cướp ấy lấy tiền, nên là do dốt, do tham, do cơ chế nữa, rất nhiều thứ, cho nên là từ một bước nhân đạo chuyển sang thành đồ tể kẻ cướp là chỉ một bước chân, nên học y cũng phải rất tỉnh táo, cũng là giống như là thầy giáo như thế, cũng phải rất có lương tâm, chứ còn nhiều khi là cứ về mà nó không học thêm rồi dọa rồi cho điểm kém để làm cơ chế tất cả những thứ này mà khủng hoảng học sinh, cướp đi cái tâm hồn trí tuệ. Tôi giảng các cô, cậu của tôi có cướp tâm hồn trí tuệ các cô cậu không? Cướp, đúng không? Bệnh nhân cũng thế, cố gắng làm sao là giữ được trong sáng mà đừng để đấy, cũng là rất khó khăn trong cái xã hội mà sống toàn kẻ cướp. Đây Ubi nhá, nhìn thấy Ubi không? Đấy, tóc này, răng xương này, nhá. Đây, những cái tổ chức canxi hóa bãi đậu này, nhìn thấy đây là do xium, nhá. Nhìn thấy không? Nhìn thấy. Có ai phản ứng không? Ngủ hết rồi. Học online nó có cái khổ ấy. Tôi chẳng biết các cô, cậu học. À, nhìn thấy. Không phải ông thấy còn bạn ngủ, nhìn ảnh này có nhìn rõ? Dạ nhìn đó ạ. Thế mày. Đấy, u sơ buồng trứng. U sơ buồng trứng là một cái u đặc lành tính nhá. Và lành tính thôi. Nhưng mà cái u sơ buồng trứng các anh chị học là nó có hội chứng đờm ống mây đấy, mà nó tăng tiết bởi một cái chất gọi là VEGF này, là cái thuốc tăng mau mạch, mà nó có cái Avastin là cái thuốc mà cái điều trị đích mà chỗ thầy Văn điều trị ung thư đấy, tức là tất cả những cái nó tăng sinh mạch như này, VEGF, tức là đấy nhá, tăng sinh mạch. Cái này là vessel này, vessel này tức là cái mạch này, endothelial là nội mạch này, growth factor này, nhá, hội chứng mây này, đờm ống mây, nhớ. Đấy. Và khi cắt khối u thì nó mất cái này đi thì là sao? Thì nó giảm tiết dịch ở bụng, tiết dịch màng phổi thôi, nhá, nó u sơ nó đặc giống như ấy. U sơ buồng trứng nó khoảng lành tính khoảng 20% u đặc buồng trứng. Đây cái u sơ buồng trứng các nhìn thấy không? Đấy giải phẫu bệnh này, nhá, giải phẫu này, nhìn thấy không? Đấy, u sơ. Và thecoma là u với vào vỏ buồng trứng, nó cũng sơ hóa, nhưng mà có thể là ở gặp những người phụ nữ trên 40 tuổi thì 65% là sau mãn kinh, và nó chỉ khu rú mãn kinh thì ít khi có thai, và có thể liên quan hoạt động của estrogen hoặc là androgen nhé. Còn thecoma hoàng thể hóa thì gặp ở người trẻ nhé, và cũng có thể gây viêm phúc mạc, kích thích phúc mạc sơ hóa có gây acid nhé. Mà có thể thecoma có thể cả tế bào lấy đích hoặc tinh thể ren, tất cả những cái ít khi ác tính nhá. Đây thecoma. Còn khu Brenner đây cũng là cái khu tế bào trung mô nhá, là thay giữa được và xem là lành tính nhá, và có thể phối hợp với u nhầy, cái u nhầy có thể ở Brenner nữa nhá. Đây là khối u, đây u sơ buồng trứng này nhá, chúng ta thấy u sơ này. Đây còn cái u cốt nan đôi, prostom cốt nan là cái tuyến sinh dục, prostom là những cái nguyên bào của tuyến sinh dục nhá. Thì thường thường là cái này nó có thể lưỡng giới, nó có thể gây vô sinh và khó có thai, vì nó là 45XO hoặc 46XY nhá, nó có kiểu hình nữ, nhưng mà cái này là chúng ta biết cái này có gây vô sinh nhá. Và cái này có thể biến chứng ác tính nhá, nếu mà cái tinh hoàn nó ở trong bụng ấy thì nó có thể gây nóng, nó gây ác tính nhá. Và thường không có triệu chứng hoặc phát hiện biểu hiện lâm sàng không có chứng, thường không có triệu chứng phát hiện tình cờ mà siêu âm hoặc đau bụng hoặc tăng vòng bụng nhá, u to lên, hoặc là do những cái chèn ép ruột gây chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi, đi tiểu nhiều lần nhá. Và có thể ở khi mà chưa có thai thì có thể gây những cái triệu chứng mà u tế bào mầm hoặc u tế dòng sinh dục, nó có thể gây rối loạn nội tiết, có thể gây vô kinh hoặc là gây rối loạn kinh nguyệt, nam hóa dậy thì sớm, nó có thể gây khó có thai, có thể gây biểu hiện cấp là xoắn hoặc vỡ chảy máu nhá, có thể lành tính và có thể ác tính nhá. Đấy. Đánh giá khối u chúng ta chẩn đoán bằng cái khám lâm sàng, chúng ta sờ bằng tay, chúng ta vừa nãy tôi nói là triệu chứng lành tính ác tính đúng không, có thể hỏi nhá,
hoặc là chẩn đoán bằng hình ảnh, và có khi người ta phải phẫu thuật ra người ta chẩn đoán nhé. Đấy. Cái siêu âm, chúng ta cái siêu âm đây là cái iota thì là cái siêu âm, thì i4 có học siêu âm không? Không đúng không? À, cái siêu âm này thì về đọc tham khảo nhé. Đây, siêu âm thì nó cũng giống như là lành tính ác tính, giống như là thường thôi, có một ổ hoặc u đặc không đều này, rồi có thành phần đặc này, có cái thành phần đặc dưới 7 cm thôi, nhưng kia thì rất nhiều đặc này, và có dịch ác tính, có dịch cổ trướng này, cái u buồng trứng thì nó có bóng âm, tức là do những cái u bì nó ấy, còn cái kia nó không có bóng âm này. Cái còn cái nhiều khi có bốn, ít nhất đặc tính có bốn chút nhú này, và cái chỗ lớn nhất nhiều ổ nhẵn, nhưng mà lớn nhất dưới 100, nhưng còn trên 100 cái kia là 8 cm đúng không, trên 8 cm đấy, và có rất nhiều mạch máu, không có mạch máu tăng sinh là lành tính, còn cái nhiều mạch máu tăng sinh là ác tính. Tất cả những cái này là cái iota. Đây chúng ta đây cái ung thư này, chúng ta thấy không, có gì cái bờ nó không đều này đúng không, đây là bờ không đều này, đấy, có mạch máu tăng sinh này, rất nhiều mạch máu tăng sinh, 4/4 mạch máu, có cái phần đặc này nhá, và nhú này. Đấy. Đây Doppler thì thôi. Đấy. Đây mạch máu này, u nang hoàng tuyến, cái này là u nang hoàng tuyến này, cái mà dịch trong này nhá, dịch trong thành mỏng này, đồng nhất. Đây là u mọc tuyến co vách này nhá, nhưng mà cái này lành tính. Số 2, đấy, cái này là nặc là mạc tử cung, vừa rồi tôi trình bày cho các anh chị rồi. Số 3 là u nhầy này, nhưng mà có u nang tuyến nhầy, nhưng mà nó có phần đặc này. Đấy. Đặc cả âm nhỏ này. Đấy, ung thư buồng trứng này, phần đặc rất nhiều này, thấy không? Đấy, ung thư buồng trứng này, nhìn thấy không? Đấy, ung thư buồng trứng, mạch máu tăng sinh rất nhiều này, nhìn thấy không? Đây này. Đây, CA125. Có thai thì CA125 nó tăng cao nhá. Thế còn nếu mà không có thai thì CA125, nếu mà người mãn kinh thì trên 35 thì nó có nghĩa ung thư buồng trứng, còn người bình thường trẻ là khoảng trên 200. HE4 cũng ấy, nhưng mà nó là một cái mà cái chất protein nhá, mà nó ở màu tinh hoàn nó tiết ra, nhưng mà nó lại gặp ở trong buồng trứng vì những cái tế bào nhận buồng ung thư buồng trứng. Đây ABD3 đây nhá. Secretion tức là nó ở trong E4, nó cái HE4 là cái một cái protein E4 ở cái màng tinh hoàn. Nhưng mà cái u buồng trứng nó có nhá. Nó trên 70 hoặc người lớn tuổi nó trên 150. Nhá. Đây nó có, ở đây nó có những chỉ số chúng ta biết ung thư buồng trứng, chỉ số Roma này, chỉ số OVA này nhá. Thấy các anh các chị nói chỉ số Roma OVA thì về tham khảo nhá. Chỉ số Roma thì nó có HE4 CA125 nhé. Thế còn chỉ số OVA thì sao? Thì nó rất nhiều CA125 rồi lipoprotein, transferrin rồi beta 2 microglobulin nhé. Tất cả những cái đây là những cái chất đấy nhé. CA125 thì ung thư biểu mô buồng trứng này. CA thì ung thư nhầy buồng trứng này. ANAP thì u túi nhuận hoàng này. HCG là u nguyên bào nuôi, u tế bào mầm này. LDH là u nghịch mầm này nhá. Dysmenorrhea này, IVA là u nghịch mầm nhá, u tế bào hạt nhá. Hoặc là AMH như vậy, thêm một cái nhá. Thế chúng ta chỉ mổ khi mà có biến chứng xoắn nhá, chảy máu trong nang, nhiễm trùng, vỡ, viêm phúc mạc nhầy và ác tính. Đây là những chỉ định mổ khi u buồng trứng khi có thai nhá. Còn không thì chúng ta chung sống hòa bình nhé. Ảnh hưởng của u đến thai nghén thì phần lớn u không biến chứng gì, biến chứng cấp tính chỉ có 3-4% và ung thư thì dưới 1% nhé. Nếu không có biến chứng thì theo dõi can thiệp phẫu thuật chỉ khi biến chứng hoặc cái nguy cơ biến chứng nhé. Và khi chúng ta có thể nguy cơ biến chứng thì chúng ta có thể can thiệp tất cả trong khi chưa có thai, để mà có thai, gây có thai, hoặc là nó có biến chứng hoặc 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối và sau đẻ. Nhưng mà u buồng trứng mà sau đẻ thì chúng ta phải được can thiệp vì nó rất dễ gây xoắn nếu u thực thể nhá. 3 tháng đầu thì nếu mà một số trường hợp đặc biệt thì người ta can thiệp biến chứng, còn không người ta sẽ mổ vào 3 tháng giữa nếu mà phải can thiệp nghi ác tính nhá. Chỉ định mổ là nếu mà cái này là khi không có thai nhá. Nghi ác tính tất cả khi không thai nhá.
tức là những người mà phụ nữ vô sinh ấy, hoặc không có thai, thì tức là trên 5 cm 6-8 tuần không mất đi, có bất kỳ tổn thương dạng đặc nào trong nang, có bất kỳ tổn thương dạng nhú trong thành nang, tức là nghi ác tính, có khối phần bụi trên 10 cm, có dịch axit nhá, đấy, và nghi ngờ xoắn hoặc vỡ u. Khi mang thai thì chúng ta có những cái mà chúng ta chống trên này, hút dịch không được khuyến cáo, tức là một số nơi người ta cứ hút dịch, người ta cậy, người ta làm thụ tinh ống nghiệm, người ta chọc trứng, người ta có thể hút dịch nang thì không được khuyến cáo. Và hoàng thể thai nghén thì thoái triển lúc 12 tuần, cho nên là khi mổ chúng ta nhớ nhé, và phân biệt là cái này là u hoàng thể, cái này là hoàng thể thai nghén. Điều trị phẫu thuật khi có triệu chứng thôi, phẫu thuật nội soi thì được ưa thích hơn mổ bụng, nhưng mà cả phẫu thuật nội soi mổ bụng người ta đều làm được. Phẫu thuật thực hiện nhất là tốt nhất là trong 3 tháng giữa nhé. Nang không có triệu chứng hoặc đặc điểm lành tính, thái độ xử trí là bảo tồn nhé, xử trí thuốc giảm co, các cơn co, phòng sẩy thai, đẻ non khi mổ, không có bằng chứng sử dụng progesterone liều cao để phòng đẻ non nhé. Chuyển dạ và sau đẻ, khi mà chuyển dạ ấy thì cái u mang buồng trứng có thể nó gây gì, u tiền đạo người ta phải mổ đẻ nhé, kẹp vào dubula, thì mổ đẻ ấy, bóc và cắt u hơn là chọc dịch u nhé. Theo dõi thì sau đẻ phòng biến chứng xoắn u, cho nên người ta mổ càng sớm càng tốt nhé. Đây là cái aorta. Thế nên u buồng trứng khi có thai thì là gì? Nó có thể thì những cái u ấy, nó có thể biến chứng gì? Khi có thai những cái u bì ấy, có thai nó ảnh hưởng đến u làm sao? Hầu như nó không triệu chứng gì cả. Có thể nó gây gì? Có thai nó làm mềm, khi mà có thai có thể nó làm mềm u, mềm nó gây xoắn u, đúng không? Rồi có khi mà nó có thể nó gây gì? Có thai nó gây u nó xoắn hoặc kẹt u. Rồi khi mà nó có thể sao? Có thai nó đấy, khi có thai ấy, thì là cái u mà to có thể nó gây chèn ép nhá. Thế còn cái đấy là cái hoặc là sau khi đẻ thì là cái u nó rất dễ xoắn. Thế còn khi u nó ảnh hưởng đến thai thì u có thể nó gây u lạc nội mạc tử cung, u của trứng có thể nó gây khó có thai nhá. Đấy, nó là nguyên nhân vô sinh hoặc là gì? Cái u mà nó ảnh hưởng đến thai, khi u to quá thì có thể nó gây chèn ép đấy, nhưng mà nó gây khó chịu. Nhưng mà u nhỏ thì không gây chèn ép, u to quá. Thứ hai là nếu mà khi cắt u ấy, mà cắt một cái phần u mà nó có cái hoàng thể thai nghén mà ấy, thì có thể nó ảnh hưởng đến gì, nội tiết nuôi thai, nhất là trong 3 tháng đầu nhá. Đấy. Đấy. Và những cái trường hợp ác tính, tức là khi có thai mà những trường hợp mà u ác tính ấy, thì có thể nó làm gì? Nó làm cho cái u nó phát triển nhanh lên. Và những cái u ác tính ấy, thì người ta phải cân nhắc. Tức là khi mà thai gần đủ tháng rồi thì người ta sao? Người ta có thể đợi một vài ngày cho nó đủ thai, nó đủ sống thì người ta mổ cắt cả u lấy thai, cắt cả tử cung, cắt cả mạc nội lớn. Nhưng mà nếu mà thai mà nhỏ mà ác tính thì người ta có thể gì? Phải đình chỉ thai nghén. Nếu mà đủ thai rồi và cắt u. Nhưng mà nếu trường hợp mà u mà người ta cắt u mà người ta vẫn còn cái thai mà u ác tính thì người ta có thể điều trị hóa chất, một số hóa chất mà nó không ảnh hưởng đến thai. Nhá, chúng ta biết là u buồng trứng ấy là những cái ung thư trứng mà người ta điều trị hóa chất như cisplatin, nó có thể gây ung thư thứ phát nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thai. Cho nên là khi chúng ta nhớ là những cái hóa chất ung thư ấy mà có thể nó gây dị dạng thai, nhưng mà ở đây một số người ta đã dùng những hóa chất ung thư an toàn rồi, người ta sẽ mổ cắt u xong người ta giữ thai. Người ta giữ thai đến khi mà người ta mổ đẻ thì bắt đầu người ta cắt hết đi nhá, cắt cả buồng trứng, cắt cả tử cung, cả mạc nội lớn. Đấy là một số trường hợp người ta điều trị bảo tồn. Thế còn một số trường hợp những cái u buồng trứng đặc biệt, thí dụ như là cái u tế bào mầm hoặc là u cái dòng sinh dục ấy, thường thường nó ở giai đoạn đầu và nó ở giai đoạn 1A đấy, mà cái phụ nữ người ta chưa sinh đẻ gì cả, người ta chưa có thai, thì người ta mình có thể gì, cắt u hoặc người ta có thể bóc u, nhưng mà người ta để cho người phụ nữ đẻ xong người ta có thể chỉ cắt nốt cái buồng trứng bên kia đi, hoặc là người ta cắt buồng trứng người ta vẫn để bảo tồn buồng trứng, hoặc người ta sinh thiết cái buồng trứng ấy để cho người phụ nữ đủ con rồi thì người ta mới cắt hết cái buồng trứng đi. Đấy là những trường hợp ác tính nhá, chứ không phải. Nhưng một số ung thư mà nó là giai đoạn muộn quá rồi
Thí dụ như giai đoạn u thung biểu mô, giai đoạn này là từ một D1C hoặc trở lên, hoặc cái độ ác tính cao, cái này chúng ta, hoặc là giai đoạn 2 rồi thì người ta nhiều khi người ta phải bảo tồn, phải bảo vệ tính mạng của người phụ nữ, người ta lúc ấy người phụ nữ không thể sinh đẻ được nữa thì người ta phải cắt hết cả buồng trứng, cả tử cung, cả mạc nuôi lớn đi. Chứ còn nếu mà những cái u một cái dạng chúng ta giải phẫu bệnh mà nó là cái ung thư tiềm năng ác tính thôi, tức là borderline hoặc là cái giai đoạn rất sớm của ung thư biểu mô giai đoạn 1A, grad 1 nhá. Đấy, grad 1. Rồi là cái dạng 1A chúng phải đánh giá, hoặc là những cái u một cái dạng tế bào mầm hoặc cái dòng sinh dục mà cái thường thường nó cái độ mức độ ác tính không cao thì người ta có thể cắt u hoặc bóc u xong để phụ nữ đẻ xong người ta mổ. Đấy là những cái trường hợp mà xử lý nó ác tính của cái u buồng trứng thì nó rất tế nhị. Mà cái ý thì thường thường cái nó là những người mà làm trung tâm. Còn những cái trường hợp mà biến chứng thông thường của u buồng trứng ấy thì chúng ta biết là có biến chứng là phải mổ nhá. Mổ thì người ta có thể là tùy theo mức độ tổn thương người ta có thể bảo tồn buồng trứng, hoặc là gì, là cắt cái buồng trứng nhá. Đây là cái mà khi mà có thai rồi thì thường thường những cái ác tính hoặc những cái bất thường thì cái buồng trứng là cái bộ phận mà sinh đẻ ấy, thì nó rất khó có thai. Cho nên người ta vấn đề người ta có giữ hoặc bảo tồn hoặc là để người ta có thai. Trong khi có thai thì khi có biến chứng thì người ta lại mổ và khi mà nó lành tính xử trí khác, mà khi mà ác tính thì chúng ta có thể là chúng ta cắt cái tối đa đi, xong người ta có thể có điều trị cái ung thư buồng trứng bằng hóa chất để cho nó không lan rộng ra, sau khi mà đẻ xong thì người ta có thể mổ lại. Đấy là những trường hợp mà bây giờ người ta học tiến bộ, người ta đã làm được. Có hỏi gì không? Alo. 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 Alo, có hỏi không? Thì chúng ta biết là cái u buồng trứng và thai nghén, thì u buồng trứng khi mà có thai rồi thì nó ảnh hưởng ít thôi, gây những cái thai thôi, nhưng trừ khi u nó to quá hoặc là u nó biến động nội tiết. Còn những trường hợp mà cái thai nó ảnh hưởng đến u ấy, thì là cái vấn đề là cái nó lành tính hoặc ác tính, và khi mổ ra người ta có thể lấy đấy. Chúng ta cái này thì nó nắm được, chúng ta phải nắm được cái một số cái lành tính thì thường thường là với cái thai nghén thì nó không có gì, nhưng mà sợ nhất là cái ung thư buồng trứng. Tôi nói là rất nhiều khả năng ác tính, mà cái ác tính thì cũng không triệt con đường sinh đẻ của người ta, cho nên là bây giờ nó có một cái là người ta có cái biểu điều trị bảo tồn trước khi có thai nhá, để mà người ta sinh đẻ, rồi bảo tồn khi mà có thai, đang khi có thai người ta mổ ra người ta cũng bảo tồn, sau đó người ta xử lý sau. Đấy là cái mà bảo tồn để mà bảo vệ cái thai nhá. Đấy, còn có một cái là sau khi đẻ người ta sẽ xử lý tiếp tục sau đẻ. Đối với u bình thường lành tính người ta xử lý có thể bóc hoặc cắt, hoặc là nếu mà ác tính thì người ta có thể cắt hết làm triệt để, nhưng người ta giữ được cái thai sống và người ta có thể điều trị hóa chất. Đấy là những cái mới mà các cô cậu đọc trong sách nó không có. Có hỏi gì không? Alo ngẫm nghĩ. Alo, không phản ứng gì à? Kiến thức nó khó quá hay sao mà không phản ứng thì buồn ngủ hết rồi. Alo. Ngủ hết. Alo. Em thầy. Có hỏi không? Thầy, như lúc em không hỏi gì thêm. Tôi cảm ơn bài giảng của thầy ạ. Chúng em vẫn theo dõi, chẳng qua em không bật, chúng em không bật mic với không bật cam nữa. Thế cái này các cô cậu tôi hỏi tôi dạy nó trong mang tính chất gọi là gợi ý các cô cậu về đọc thôi, tùy theo sức của mình hấp thu đến đâu thì hấp thu. Thứ hai là nó kiến thức học y nói chung là kỹ thuật Việt Nam thì nó cũng đơn giản, nhưng mà để học lương tâm, để làm việc, tôi dạy là dạy làm việc theo lương tâm thì nó khó, chứ còn làm việc theo cơ chế mới theo sách vở thi cử thì nó cũng không khó lắm. Nhưng học y cố gắng giữ cái lương tâm, vì tôi nói rồi, học y mà không có trí tuệ thì chỉ một bước là thành đồ tể, mới thành kẻ cướp thôi, giống như thầy giáo nhá. Thì có trí tuệ thì mới giữ được lương tâm. Có hỏi gì không?
nước Mỹ đúng không? Em thưa chú em không hỏi theo gì. Theo con đường nào đây? Ở mưng cung đứng giữa hai dòng nước mà một dòng để kiếm tiền, một dòng để kiếm đạo đức cũng khó đúng không? Thôi cảm ơn. Chú em cảm ơn bài giảng của thầy ạ.